Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình muốn nói nhanh thôi về cái kiếm doc này thôi. Mình sẽ có hai cái quét đây, hai quét để bạn nhận forecast doc. Thì mình link của hai quét này mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho bạn. Thì cái quét đầu tiên mình muốn giới thiệu cho bạn nào, bạn sẽ có 20 triệu Satoshi mỗi 10 giây. Cái này thì bạn nhìn đây, mình sẽ làm mỗi 10 giây đơn giản thôi. Cái link thì cái địa chỉ ví này, bạn copy cái địa chỉ ví vẫn là cái ví này đấy, cái ví Phuket này nó sẽ bay thẳng về đây. Cái này thì mình đã giới thiệu nhiều rồi, mình sẽ để link của cái ví hướng dẫn sử dụng ví này ở bên dưới. Ok, cho bạn kích vào đây. Cái này thì nó đơn giản thôi, cứ mỗi 10 giây là bạn có 20 triệu rồi. Thì thực ra cái ok sau này không có xe đấy, đây bạn chờ một tí. Hôm nay mình muốn đi nhanh những cái ấy thôi, vì hôm nay là ngày nghỉ, mình phải đi mua chuẩn bị đồ cho cả một tuần, vì mình không thể ra khỏi ngoài trường ở trong vòng một tuần vì học rất lịch học rất dày. Ok, vậy là đấy, nó đã bay thẳng về ví rồi, để mình xem đâu đấy, 8 rồi này, đây này bạn nhìn này, đấy đó, 2 triệu Satoshi đấy, nó vừa vừa mới gửi này, 2 phút trước gửi đây. Các bạn phải nhớ nhớ những cái quét như thế này là phải chiến nhanh thôi nhá, có nghĩa là làm nhanh. Có thể là sau này nó sẽ thay đổi cơ chế, lúc nào thì đấy mình cũng không thể biết được là nó thay thay đổi cơ chế. Đây bạn thấy 10 giây bạn đã có thể ấn được lại rất là nhanh rồi này đấy. Nhưng mà những cái thằng này mình thấy là thi thoảng nó rất hay là lỗi đấy, thi thoảng nó rất hay là điên đấy, không hiểu lỗi cái gì. Các bạn chiến nhanh những cái quét như thế này thôi, bởi vì những quét này cứ mỗi 10 giây đấy, bạn ấn 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 liên tục cho mình chiến thật là nhanh, thì trước khi nó ra một cơ chế nào mới, vì sau khi mình bốt quét phát là y rằng cơ chế nó có thể thay đổi đấy, vì nhiều nhiều quét đã như thế rồi. Ok đấy rồi, lại chờ 10 giây nữa tiền lại về rồi. Đây bạn nhìn này, 0.8 này, 968 này, đấy 97 rồi. Ok đấy, còn cái này là hiện tại cái web này thì mình đang bị cái thằng này nó bị block mất cái địa chỉ IP của mình không biết tại sao hôm qua mình vẫn được mà hôm nay lại không được. Cái thằng này thì nó lại lâu hơn, nhưng mà nó cũng về đây, nó 0.199% ấy. Cái này bạn cũng đại khái là các bạn nào về thử để làm thêm, để trong cứ mỗi 300 phút thì bạn lại ấn vào một lần, đấy địa chỉ của mình block rồi, thì mình không biết là tại sao. Thì các bạn có thể về thử cái web này cũng được, thì 300 phút đấy hôm qua mình được đấy, nhưng mà hôm nay không biết tại sao hôm nay mình chơi cái web này thì cũng ngon. Thì mình cũng muốn nói luôn là giá doc hiện tại nó đang lên rồi, thì ra mình muốn làm nhanh clip đây, doc lên 0.6 rồi. Cách đây có 2 ngày thôi thì nó 1.000 doc bạn sẽ có khoảng độ 3 đô, thì bây giờ 1.000 doc bạn có 6 đô rồi, lên gấp đôi, thật là kinh khủng ấy. Bitcoin lên 19 này, ETH lên 724 này, đồng coin bây giờ nó lên rất là nhanh, đâm ra mình nghĩ rằng nó càng lên nhanh thì việc kiếm nó càng khó khăn hơn ấy, nên ra các bạn cần phải tích cực ở trong những cái lĩnh vực như thế này, cập nhật thông tin liên tục bằng cách xem clip của mình cũng rất là bận, nhưng mà mình vẫn muốn cập nhật thông tin liên tục cho các bạn để các bạn biết, không thì đồng coin nó lên cũng tương đối nhanh ý. Thì bây giờ đây, những cái web này nó thi thoảng rất là hay lỗi, dây này nó không đếm, thi thoảng dây này nó đếm rất là nhanh, hay là do mạng của mình nó thế, thì các bạn cứ thử xem, thi thoảng cái dây này nó đếm rất là nhanh này, thi thoảng nó lại đếm rất là chậm. Thế các bạn kiếm nhanh đó, cái này mình thấy lên rất là nhanh ấy. Này 0.97 rồi. Đấy, để bạn được 0.2 rồi đấy. Đấy. Ok, tất cả link link hướng dẫn sử dụng ví này, cũng link của group Facebook, cũng như link tất cả mọi link của hai web này mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới. Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền. Ok, cảm ơn các bạn. Giờ mình phải đi đã.